Dạ, yeah, trân trọng kính chào quý tôi con Chúa. Một lần nữa, chúng ta rất là vui trở lại với nhau qua lời của Chúa. Hôm nay, chúng ta tiếp tục hành trình xuyên suốt kinh thánh của chúng ta trong Phục truyền luật lệ ký đoạn số 32. Tiêu chí đơn giản của chúng ta là đọc. Nếu Chúa cho chúng ta dừng lại tại chỗ nào, thì chúng ta sẽ dừng lại tại đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục đọc cho hết. À, phần kinh thánh của ngày hôm nay chúng ta hiệp ý cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn và ban phước cho thì giờ huy báo này qua thì giờ chúng ta đọc lời của Ngài Lạy Chúa chúng con cầu nguyện một lần nữa nay xin Cha Thánh ban Thánh Linh của Chúa đáp đạo trên chúng con và thần trí của sự khôn ngoan trong sáng đáp đạo trên từng đời sống của chúng con người nói, người nghe, người suy gẫm điều đẹp ý ngài. Con ngợi khen cha rất là nhiều. Lạy Chúa của chúng con sau một thời gian nghỉ ngơi vì bận công việc. Xin Chúa cho chúng con lắng động đủ để trở về lại với cái à, cái nhịp nhàng của việc đọc kinh thánh này. Khi tâm trí chúng con bị chi phối nhiều thứ, còn nhân danh Chúa thương xót đến chúng con và thần trí của sự khôn ngoan đó gồm tất cả những ý tưởng của chúng con tập trung vào lời của Ngài và lòng dạ của chúng con được đặt ở trước lời của Chúa trong sự đầu phục. Con cảm ơn Cha rất là nhiều. Con dâng phó tất cả chúng con. Ở trong sự thăm viếng của Chúa, sự nâng đỡ và sự soi sáng của Ngài. Xin Chúa dùng lời của Chúa cho chúng con ngày hôm nay một ý tưởng, một sự dạy dỗ và một điều gì đó để chúng con sống và làm theo lời của Chúa trọn ngày hôm nay. Tạ ơn Cha rất nhiều. con dân phó tất cả chúng con trong ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, à, xin báo cho quý vị một tin, đó là đoạn này khá dài, cho nên nhờ ơn Chúa chúng ta à, chịu đựng với nhau chút để chúng ta hoàn tất lời của Chúa ở đây. À, Phục truyền luật lịch ký đoạn 32 như sau, câu thứ nhất. Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói. Hỡi đất, hãy nghe những lời từ miệng tôi xin cho giáo huấn của tôi rơi xuống như mưa, lời nói tôi nhỏ xuống như sương móc, khác nào mưa phùn trên cỏ non, như mưa rào trên đồng, trên cánh đồng xanh. Vì tôi sẽ tung hô danh Đức Giê-hô-va, tôn cao sự oai nghiêm của Đức Chúa trời chúng ta. Ngài là vần đá công việc của Ngài thật toàn hảo vì mọi đường lối Ngài đều là công chính. Đức Chúa, một Đức Chúa Trời thành tín và vô tội, luôn chính trực công minh. Họ đã hành động gian dối với Ngài. Như vậy từ cái câu 4, câu 1 đến câu 4 là Môi-se đang bày tỏ, đang nói về một đức chúa trời à, như thế nào à, một Jehovah đức chúa trời như thế nào và ông xin à, ông nói với chúa hãy à, lắng nghe những lời này vì nhớ khi mình đọc à, đoạn ngày hôm qua thì rõ ràng môi xe ông nói là xin trời đất ông nói là trời đất sẽ à, làm chứng cho những cái chuyện này À, để rồi về sau này dân sự của chúa phạm tội mà nghịch lại bày tỏ sự gian ác chối bỏ chúa đó thì lúc đó chúa có ngoảnh mặt đi hay là ẩn mặt đi đó thì chính những lời này sẽ làm chứng à, cáo buộc lại à, cho dân sự của chúa để họ biết rằng tất cả những điều này đã dạy dỗ họ trước rồi đã báo cho họ trước rồi À, vì vậy à, không những cái điều này nó chỉ trong thế hệ này nhưng cái điều này cũng sẽ phải được đọc lại mỗi năm vào lễ liều tạm là cứ đọc lại cái điều này một lần nữa cho dân sự của chúa nghe từ thế hệ này sang thế hệ khác để họ hiểu được à, đức chúa à, đức va đã làm gì cho đời sống của họ và ngài đã báo trước cho họ như thế nào và họ họ biết được cái sự gian ác của họ ra sao và họ hiểu được cái bản chất của mình như thế nào và nhờ ơn Chúa kính sợ Chúa đừng để đi rơi đừng để rơi vào cái thời điểm mà đã được nói trước ở đây và nếu giữ được bao lâu ở trong ơn của Chúa thì giữ ở trong sự kính sợ Chúa đó tập tành ở trong sự kính sợ Chúa đó cho nên à, lời ở đây ông Môi-se nói rất là văn chương phải không? Hỡi à, trời hãy lắng nghe tôi sẽ nói, hỡi đất hãy lắng nghe lời từ miệng tôi. Xin cho giáo huấn tôi rơi xuống như mưa, quý vị thấy không? Rồi lời tôi nhỏ xuống như sương mốc à, rồi gì nữa khác nào như mưa phùn trên cỏ non quý vị thấy mưa phùn trên cỏ non làm sao nó làm cho cỏ non tươi mới hơn mát mẻ hơn à, gọi là à, đượm nhuần xương móc hơn À, có sự sống ở trong đó có nghĩa rằng những lời mà ông nói ra đây những giáo hướng thì ông nói ra đây ông xin chúa làm cho nó đi vào lòng của dân sự chúa như là những hạt mưa rơi xuống ướt đẫm trên đất như thế nào thì những lời này cũng được rơi và đáp đậu ở trên đời sống của dân sự thể ấy nhỏ xuống như sương móc nó đi vào trong uh, trong lòng dân sự của Chúa và thấm nhuần vào ở trong dân sự của Chúa rồi như mưa rào trên đồng trên cánh đồng xanh mưa rào trên cống đồng xanh một lần nữa làm cho đồng xanh trở nên uh, tươi mới và mát mẻ à, cho nên ông ước ao những gì được được dạy dỗ được giáo huấn à, đối với dân sự của Chúa nó thật sự đáp đậu trên dân sự của Ngài và thưa quý vị tôi ước ao rằng mỗi lần chúng ta đọc lời của Chúa cũng vậy ước ao lời của Chúa rơi xuống như mưa trên đời sống của chúng ta nó nhỏ xuống như sương móc ở trên cuộc đời của chúng ta nó làm như là mưa phùng qua một đám cỏ non qua cuộc đời của chúng ta để tại đó chúng ta trở nên tươi mới ngọt ngào và mát mẻ xanh tươi như mưa rào trên cánh đồng xanh có nghĩa rằng nó rơi xuống không phải để làm cho cánh đồng xanh đó bị, uh, bị vùi dập đi nhưng mưa rào qua một cái để cung ứng vừa đủ sự tươi mát cho cho dân sự của Chúa. Cho nên ước ao rằng lời Chúa mỗi lần như vậy đọc đến là chúng ta được được kinh nghiệm những điều như vậy ở trên đời sống của mình. Và câu 3 trở đi mình thấy rằng môi xe bày tỏ Chúa một cái rất là đặc biệt chúa là bày tỏ chúa là một vần chúa vần đá công việc của ngài là thật là toàn hảo chúng ta có thấy kinh nghiệm được chúa là vần đá trong cuộc đời của mình không chúng ta có sống ở trong công việc của một đức chúa trời toàn hảo trên đời sống của mình không trong sinh hoạt của mình hàng ngày và vì vì mọi đường lối của ngài đều là công chính đều là công lý cho nên bây giờ hỏi lại mọi đường lối của đức chúa trời trên đời sống của chúng ta là gì chúng ta có thấy mọi đường lối của chúa cho cuộc đời của mình không hay là chúng ta toàn thấy đường lối của mình, đường lối của người này, đường lối của người kia, đường lối của à, giáo hội này, giáo hội nọ, đường lối của à, cơ quan này, cơ quan nọ mà mình không thấy được đường lối của Chúa cho đời sống của mình. Và chúng ta nên nhớ đường lối của Chúa cho đời sống của mình nó đều là những con đường của công lý và chánh trực. Bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời thành tín và vô tội luôn chánh trực và công minh. Đó là điều chúng ta thấy về phương diện của Đức Chúa Trời. Về phương diện của Chúa mà chúng ta đang tin cậy. Còn về phương diện của dân sự thì sao? Câu số 5. Họ đã hành động gian dối với Ngài. Một dòng dõi nhút nhơ ương ngạnh và gian tà. Không còn đáng làm con của Ngài nữa hỡi dân tộc ngu si khờ dại các người đền ơn Dê Đức va như vậy sao Ồ đọc tới chỗ này mình thấy não nề phải không Chúa là một Đức Chúa Trời thành tín công bình không luôn luôn chánh trực và công minh nhưng dẫn dắt dân sự cứu một dân sự mà dân sự cuối cùng đã hành động gian dối và một cái dân tộc mà nhút nhơ ương ngạnh và gian tà và một cái dân tộc mà có những cái hành động có những sự sự khờ dại và dùng cái chữ ở đây là ngu si và đặt cái câu hỏi Môi-se đặt câu hỏi các ngươi các người đền ơn Jehovah Đức Chúa Trời như vậy sao đền ơn chúa bằng những sự giả dối đó sao đền ơn chúa bằng những cái điều ương ngạnh đó sao đền ơn chúa bằng những sự cứng cổ đó sao chúa đem ra như vậy rồi chúa giải cứu như vậy rồi chúa cung ứng như vậy rồi chúa bồng ấm như vậy rồi mà chẳng lẽ lại đền ơn với chúa như vậy sao Chẳng phải Ngài là cha là đấng sáng tạo. Ngài đã tạo dựng và lập các người thành một dân tộc sao? Chúa đã lập họ từ một gia đình trở nên một dân tộc. Và bây giờ họ đối xử với Chúa như vậy. Cho nên sứ đồ ông môi ông kêu gọi dân, ông nói chỗ này. Để về sau này khi dân sự của Chúa có phạm tội. Mà sống đi ngược lại chối bỏ Chúa như điều Chúa phán dạy ở đây. Chúa nói trước ở đây. Thì chính những lời này cáo buộc chính họ, làm chứng nghịch lại với họ. Ở đây câu số 7 nhắc nữa là gì? Hãy nhớ lại ngày những ngày xa xưa, suy gẫm về những thế hệ đã qua. Hỏi, hãy hỏi cha mình, ông sẽ chỉ cho. Hỏi các trưởng lão, họ sẽ giải bài khi đấng tạo khi đấng tối cao phân chia sản nghiệp cho muôn dân, ngài phân tán con cái loài người, thì ngài định biên giới cho mọi dân tộc theo số con dân Israel về phần của Đức Đức là vì là phần vì là phần của Đức Sê-hô-va là dân ngài, gia cốp làm sản nghiệp của ngài. Oh, thưa quý vị ở đây môi xe một lần nữa cho thấy ở giữa mọi dân tộc, Đức Chúa Trời là chọn Israel là phần của Đức Giê-hô-va, là phần của Ngài giá cóp là cơ nghiệp của Ngài, là sản nghiệp của Ngài. Ngài tìm cho họ một nơi trong đồng, trong hoang vắng, ở giữa những tiếng gào thét của hoang mạc. Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ, gìn giữ họ như con ngươi của mắt Ngài như phụng hoàng khuấy động ổ mình bay lượn quanh bầy con dang rộng cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên đôi cánh chỉ một mình được Jehovah dẫn dắt dân ngài không có thần lạ nào khác ở bên ngài làm như vậy để cho dân sự của Chúa ở đây một lần nữa mô xe xác nhận lại chỉ có một mình Chúa dẫn dân sự của Chúa ra bồng ẩm chăm sóc che chở, bảo vệ, nâng đỡ. Không có ai khác cả. Rồi gì nữa? Ngài khiến họ cởi trên các nơi cao của xứ ăn hoa quả của ruộng đồng, cho họ ném mật ong từ vần đá và dầu phun ra từ đá hoa cương, tức là đá, đá cứng. Đó. Ăn sữa đông từ bò và sữa tươi từ chiên quá đầy đủ. Rồi gì nữa? Với mỡ chiên con và chiên đực từ bầy bò, bầy dê của miền Ba Sang. Nói đến những con bò mập của Ba Sang. Trung quanh với lúa mì thượng hạng những điều tốt nhất Chúa ban cho họ. Anh em sẽ uống rượu nho nguyên chất đỏ như máu. Jesus tức là Jerusalem. Jesus khi mập rồi, khi mập ra thì đã tung cứu đá. Anh em cũng to béo, mập tròn, lìa bỏ. Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên mình và khinh thường vần đá cứu chuột mình. Chúa đem họ ra, nuôi dưỡng, chăm sóc, cung ứng đầy đủ. Từ dầu, thức ăn, rượu, mỡ, rượu nho, lúa mì, thượng hạng, ăn mập ra rồi phản bội lìa bỏ đức chúa trời là đấng dựng nên mình thưa quý vị khi đọc đến đây mình có thấy hình ảnh nào chúa nhắc nhở mình không chúng ta thấy chúa chăm sóc mình như thế nào chúa nâng đỡ mình ra sao chúa giải cứu mình như thế nào Và chúng ta đang đền ơn đáp đáp nghĩa của chúa như thế nào chúng ta đang đối với chúa ra sao và hãy cẩn trọng về tương lai của mình bởi vì tại đây đang nói đến tương lai của dân sự của chúa những ngày tương lai mà dân sự của chúa ở trong cái xứ mà họ sẽ vào chưa vào nhưng mà chúa đã nói như vậy đó vì vậy đây là một cái lời cảnh báo cho từng cuộc đời của chúng ta chúng ta không biết ngày mai của cuộc đời mình vững vàng ở trong chúa tin cậy ở trong chúa như thế nào bởi vì chúng ta sống giữa một cái thế gian đầy dãy tội ác này xin chúa nâng đỡ chúng ta xin chúa bồng ẩm chúng ta xin chúa dạy dỗ chúng ta để chúng ta luôn giữ mình trong sự kính sợ chúa đừng vì sự đầy đủ chúng ta có. Để rồi chúng ta đi ngược lại, lìa bỏ Chúa, nguội lạnh hơi hợp với Ngài. Ở đây, môi xe xác định một lần nữa, chỉ có một mình Chúa giải cứu và dẫn dắt dân sự mà thôi. Chăm sóc cung ứng cho dân sự, chứ không phải bất cứ một thần nào khác cùng làm việc này với Chúa. Chỉ một mình Chúa mà thôi. câu 16 như thế nào? câu 16 cho là họ thờ lại những thần xa lạ khiến Ngài phải ghen tức làm những việc ghê tởm để chọc giọng Ngài. Họ làm, họ thờ lại những thần xa lạ khiến Chúa phải ghen tức và làm những việc ghê tởm để chọc giận Ngài. Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ làm những cái việc như thế này đối với dân, đối với Chúa. Để đáp ơn Chúa. Nhất là trong mùa tạ ơn này. Chúng ta làm gì đối với Chúa? Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn của chúng ta như thế nào đối với Chúa? Hãy suy gẫm một chút. Nếu chúng ta đang có những việc làm nào để khiến Chúa ghen tức có những việc làm nào đó để chọc giận Chúa. Thì xin Chúa cho chúng ta dừng lại và an năng. Để rồi chúng ta không tiếp tục dân sinh tế như dân sự của Chúa ở đây. Dân sinh tế cho ma quỷ không phải là Đức Chúa Trời. Quỳ lại các thần mà mình chưa từng biết là các thần mới vừa xuất hiện ít lâu. Mà tổ phụ anh em chưa không bao giờ khiếp sợ. Anh em không quan tâm đến vần đá đã, đã hy sinh, đã sinh ra mình vần đá có nghĩa nói đến đấng đấng cứu rỗi đó, đấng đấng à, đấng Đức Giê-hô-va. Anh em không quan tâm đến vần đá đã, đã sinh ra mình và quên Đức Chúa Trời đấng ban sự sống. Đức Giê-hô-va thấy điều đó và từ bỏ họ vì các con trai con gái ngài đã chọc giận ngài cái chữ từ bỏ này một lần nữa được nhắc lại ở đây. Nó nói đến cái sự ẩn mặt của Chúa. Câu 20 ngày phán, ta sẽ giấu mặt đi. Đó, để xem cuối cùng họ sẽ ra sao. Vì họ là dòng dõi gian tà là những đứa con bất trung. Họ chọc ta ghen tức với thằng chẳng phải là được Chúa Trời. Làm cho ta tức giận vì sự hư không của họ. Có bao nhiêu lần chúng ta làm cho Chúa tức giận vì sự hư không của mình? Thưa quý vị, ta cũng khiến họ ghen tức với một dân không phải là dân. Và khiến họ tức giận vì một dân tộc ngu dốt. Vì lửa thịnh nộ đã bừng lên trong ta, cháy cho đến tận đáy âm phủ thiêu hủy đất đai và mùa màng đốt cháy tận nền của các núi ta sẽ chất tai ương trên họ bắn hết các mũi tên vào họ họ sẽ bị hao mòn vì đói kiệt huệ vì nắng cháy tiêu tan vì dịch bệnh thảm khốc ta sai ta sẽ sai răng giả thú và nọc độc của các loài rắn trong bụi đất đến hãm hại họ ngoài thì gươm đao tàn sát con cái trong thì nỗi kinh hoàng làm cho cả thanh niên thanh nữ và trẻ con đang bố cùng với người đầu bạc đều phải giật bị giật vong ta định ta sẽ phân tán họ khắp nơi xóa sạch kỷ niệm họ khỏi loài người nhưng ta ngại kẻ thù khiêu khích đối phương hiểu lầm cho rằng chiến thắng thuộc về tay chúng ta chữ chúng ta ở đây là nói với kẻ kẻ thù đó, kẻ chống đối Chúa đó. Chứ Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu. À, có nghĩa rằng là kẻ thù sẽ nói điều này. Chiến thắng thuộc về tay chúng ta, chứ Đức Giê-hô-va có làm mọi điều ấy đâu. Vì họ là một dân tộc kém khôn ngoan, thiếu hiểu biết. Nếu khôn ngoan họ sẽ hiểu điều này và ý thức được điều cuối cùng của mình sẽ ra sao. Làm sao một người đuổi được nghìn người, hai người làm sao, hai người làm cho mười nghìn người tháo chạy. Làm sao có chuyện đó? Nếu vần đã không bán chúng đi và Đức Giê-hô-va không giao nộp chúng. Nếu Chúa không ngoảnh mặt đi, nếu Chúa không ẩn mình đi. là không, không ai có thể làm được hại đến dân sự của Chúa cả. Nhưng bởi vì họ gian tà quá, họ báo đáp ơn của Chúa bằng cách chạy theo thần tượng, chạy theo đời này, chạy theo những cái mà mình cho rằng sẽ đáp ứng nhu cầu cho mình, xem thường công việc của Chúa. Nếu chúng ta có những điều đó, thì xin Chúa cho chúng ta an năng dừng lại. Câu 31 chính kẻ thù chúng ta cũng phải thừa nhận vần đá của chúng đang so đang vần đá của chúng không sánh nổi với vần đá chúng ta tức là những gì của những kẻ thù đó sẽ không thể chống đối lại cái vần đá hay là Đức Giê-hô-va của dân Israel cây nho của chúng lấy giống từ Sodom Cành, từ cành, từ cánh đồng Gomorrah nói đến cái hình ảnh tội ác gian tà tức là cái cái sự thịnh vượng của dân tộc dân sự ở trong xứ này nó đến từ cái nguồn gốc cái giống từ Sodom và Gomorrah và trái nho nên trái nho của chúng là trái độc chùm nho đầy đầy trái đắng cay rượu nho của chúng là nọc rắn độc nọc rắn nọc rắn độc nọc độc chết người của rắn hổ mang có nghĩa là tất cả những tội lỗi những cặn bã của Sodom và Gomorrah sẽ chứa đầy ở trong dân ở trong sự trở lại trong xứ sở mà Chúa đã chọn biệt riêng ra thánh để ban cho họ họ sẽ làm cho xứ sở đó ô uế như Sodom và Gomorrah vậy. Chúng ta cầu nguyện để Chúa nâng đỡ chúng ta. Nếu chúng ta có những cái thành quả nào đó mà thành quả đó đạt được bởi đời này bởi những gì của Sodom và Gomorrah ở trong hoạt kẹp. Của thế gian quan điểm thế tục ở trong hội thánh của Chúa thì xin Chúa thương. Chúa cứu mình trước khi qua trẻ. Đừng để cái nọc độc của đời này. Cái chất độc của đời này. Nó lan, nó lan tỏa, nó lây lan, nó truyền ra ở giữa dân sự. Và cuối cùng, cả một một thế hệ đối diện với sự chết. Câu 34, Việc như thế làm sao ta quên được? Ta đã niêm phong nó trong kho tàng của ta. Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng vào lúc chân của chúng trượt ngã vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần. Ngày tận số của chúng đang vội vàng tiến đến. Nhưng khi Đức Giê-hô-va thấy sức lực của dân Ngài hao mòn, người nô lệ kẻ tự do cũng biến mất thì Ngài sẽ xét xử công minh cho họ và thương xót đầy tớ Ngài. Bây giờ Ngài sẽ hỏi các thần của họ, những vân đá họ ẩn thân, các thần ăn mỡ sinh tế, uống rượu và uống rượu lễ quán đâu cả rồi. Chúng kêu kêu chúng dậy giúp đỡ. Kêu chúng dạy, chúng dạy ở đây là các thần đó, đó. Các thần mà họ đi theo, họ thờ phượng mà họ bỏ Đức Chúa Trời đó họ bỏ chúa đó cái thần đó ở đâu khi đến cái chỗ cùng đường như thế này kêu dạy đi kêu những thần đó dạy giúp đỡ đi rồi gì nữa và bảo bọc các ngươi đi kêu họ dạy kêu các thần đó dạy giúp đỡ và bảo bọc dân sự của chúa đi khi ở trong cái chỗ tận cùng chúa sẽ thương xót Chúa sẽ bày tỏ chính Chúa một lần nữa cho dân sự của Chúa biết Chúa là ai. Câu 39, bây giờ hãy xem chính ta là Đức Chúa Trời. Ngoài ta chẳng có các thần nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa lành cho. Chẳng ai giải cứu khỏi tay ta được. Ta dơ tay lên trời và công bố ta sống vĩnh hằng. Thưa quý vị, cái lý do mà chúng ta tin Chúa, mà chúng ta sống ở trong Chúa và chúng ta trao trọn đời sống của chúng ta cho Ngài là bởi vì Chúa có quyền khiến cho chết và Chúa có quyền khiến cho sống lại. Chúa có quyền làm cho bị thương và Chúa có quyền chữa lành, làm cho lành, chữa cho lành. Cho nên trong cái sự công chính của Chúa quý vị và tôi nếu khi chúng ta đầu phục Chúa đó nếu Chúa dẫn chúng ta đi qua những cái ngày đòn vọt đi qua những cái ngày khốn cùng đi qua những cái ngày thương tích thì cứ đầu phục Chúa bởi vì Đức Chúa Trời có quyền dẫn chúng ta đi qua những điều đó và thậm chí Chúa có quyền dẫn chúng ta đi qua đi qua sự chết nhưng không phải vì những điều đó mà chúng ta cho rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không phải công minh. Cho nên ngay từ ban đầu của đoạn này, ông Môi Xe ông xác định một điều. Đức Chúa Trời là luôn luôn công bình, chánh trực và và luôn luôn làm những điều công minh. Cho nên khi dân sự của Chúa mà khước bỏ Ngài, đã chọn đi theo các thần khác đáp đền ơn của chúa bằng cách từ bỏ ngài chối bỏ giao ước của chúa để đi theo những thần mà không hề làm gì cho họ nhưng khi ở trong chỗ đó đức chúa trời ẩn mặt khỏi họ để họ đối diện với cái tận cùng cái tận cùng của nang đề khi họ không còn một lối thoát nào nữa thì Chúa sẽ thương xót lấy họ. Và Chúa sẽ bày tỏ chính mình Chúa là một Đức Chúa Trời duy nhất để giải cứu họ. Và Ngài có quyền cho chết, và Ngài có quyền cho sống, và Ngài có quyền làm cho thương tích, và Ngài có quyền chữa cho được lành. Cho nên, khi chúng ta ở trong những cái khoảng khắc đó của cuộc đời mình, vẫn phải trung tín đầu phục Chúa để chúng ta kinh nghiệm những ngày thương tích và kinh nghiệm những ngày được chữa lành. Kinh nghiệm những ngày được vùi xuống và kinh nghiệm được những ngày Chúa nâng đỡ lên. Bởi vì tất cả đều nằm trong thẩm quyền của Jehovah, Đức Chúa Trời là đấng chúng ta đang tin cậy, đang thờ phượng, đang hầu việc là vần đá muôn đời của chúng ta. Đó là chỗ mà chúng ta đầu phục bởi vì không có thần nào khác chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất mà thôi. Câu 40. À, à, câu 40. Ta dơ tay lên trời và công bố. Ta sống vĩnh hằng Khi ta mài lưỡi gươm lấp lánh và tay ta cầm sự phán xét thì ta sẽ báo thù cho các đối thủ ta, báo ứng cho kẻ ghét ta và ta sẽ làm cho các mũi tên mũi tên say máu lưỡi gươm nuốt thịt và tức là huyết của các tù nhân và kẻ bị thương vong đầu của các tướng lãnh quân thù wow có nghĩa là nói đến một sự tận diệt những đối thượng tượng chống đối những đối tượng mà lệch lạc kéo lệch lạc dân sự của Chúa rồi gì nữa hỡi các nước hãy vui mừng với dân chúa vì ngài rửa hận cho quyết của các đầy tớ ngài báo thù cho các đối thủ ngài và tha tội cho xứ sở và dân của ngài cảm ơn chúa mặc dầu dân sự của chúa phản bội đi theo những thần tà thần quyến dụ họ nhưng rồi chúa cũng giải cứu họ và trừ diệt tất cả những tà thần đó để tha tội cho dân sự của Chúa, rửa sạch dân sự của Chúa, phục hồi họ, tha thứ cho họ và tha sự xứ sở và dân sự. Đó đều điều cảm ơn Chúa vì Đức Chúa Trời của mình. Ngay trong cái chỗ như ngày hôm qua mình học, ngay trong cái chỗ mà tối tâm nhất của mình, tội lỗi của mình, ngay trong cái chỗ yếu đuối của mình, ngay trong cái chỗ bất tung bất trung bất tín của mình ngay trong cái chỗ vô tín ngay trong cái chỗ không tin nghi ngờ của chúng ta chúa tuy có ẩn mặt nhưng rồi chúa cũng sẽ phải bồng ẩm chúng ta tha thứ nâng đỡ chúng ta nuôi dưỡng chúng ta ngoại trừ chúng ta từ bỏ chúa luôn mà thôi ở trong câu 44 chép như thế này Môi xe cũng đến với Yoseh con trai Nương đọc cho Môi-se đã cùng đến với Yoseh con trai Nương đọc cho dân chúng nghe tất cả những lời của bài ca này. Khi đã đọc xong các lời này cho toàn dân Israel, Môi-se căn dặn họ: Hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em và đã truyền lại và truyền lại cho con cháu anh em để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp này ngày hôm nay lời chúa cũng đến với chúng ta một cách tỏ tường hãy cẩn thận trước những lời mà chúng ta đã đọc những gì cảnh báo cho dân sự của chúa nó cũng chính là những lời cảnh báo cho từng cuộc đời của chúng ta và thế hệ mai sau con cháu của chúng ta cẩn thận ở trong lời làm theo mọi lời chúa đã phán dạy chúng ta qua lời của ngài vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu nhưng là sự sống của anh em quý vị nên nhớ lời chúa đang là sự sống cho chúng ta nếu chúng ta không có lời chúa trong cuộc đời của mình sự đời sống đức tin của chúng ta đời sống của À, đời sống mới của chúng ta trong Đấng Christ hay là mối liên hệ giữa chúng ta với Đấng Christ sẽ bị sụp đổ. Vì vậy, vậy đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu, nhưng là sự sống của anh em. Nhờ lời này anh em sẽ được sống lâu trên đất mà anh em sắp chiếm hữu sau khi qua sông Vô Đăng. Nhờ lời của Chúa mà chúng ta sống lâu ở trong Đăng Christ. Còn nếu không có lời của Chúa, chúng ta không sống lâu ở trong Đông Christ được. Vậy hãy ở trong lời của Chúa và dùng lời của Chúa để giữ sự sống của mình ở trong đó. Câu 48. Cũng trong ngày đó, Đức giê hô va phán với môi xe con hãy lên núi a ba rim ở đỉnh nebo ở trong xứ moab đối diện với jericho và nhìn về đất Canaan là đất ta ban cho dân Israel làm sản nghiệp. Con sẽ qua đời trên núi mà con vừa lên đó và sẽ được sum hợp với dân tộc con như anh con là Aaron đã qua đời trên núi Hô-rơ và đã sum hợp với dân tộc mình. Cuộc đời của Môi-se cũng đã đến thì giờ chấm dứt. Và đây là hành trình của chúng ta. Chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Nhưng chúng ta cầu nguyện để Chúa cứu chúng ta khi chúng ta chấm dứt ở trong ơn của Ngài. Môi xe cũng chấm dứt ở trong sự thương xót của Chúa. Nhưng môi xe tuy được Chúa sử dụng, nhưng cuộc đời của ông đã để lại một vài điểm là chính tại điểm đó và đã khiến cho ông không đi trọn con đường trong sự kêu gọi của chúa những khía cạnh có những khía cạnh mặt trái và mặt phải Tuy nhiên ở tại chỗ này có cái lý do rất là đặc biệt rất lý do rõ ràng nguyên nhân mà ông chỉ thấy từ đằng xa ở đây câu 51 nói như thế này vì cả hai anh em con đã thất tín với ta trước mặt dân israel tại mạch nước Meriba ở kade trong hoang mạc xin vì các con không tôn thánh ta giữa dân israel cho nên con chỉ được thấy đất ấy từ đằng xa chứ không phải không được vào đất đó là đất ta ban cho dân israel cũng buồn cho môi xe nhưng một lời chúng ta được nhắc nhở kết cuộc của cuộc đời của chúng ta sẽ có một vài điều gì đó để nhắc lại nhưng nhắc lại những điều tốt lành hay là nhắc lại những điều tiêu cực cái cái việc lớn lao của môi xe đã phạm đó là thất tín với Chúa trước mặt dân sự. Là người hầu việc Chúa, chúng ta đọc đến chỗ này. Chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình. Chúng ta không thể bị thất tín ở trước mặt dân sự của Chúa khi thất tín với chúa trước mặt dân sự của ngài chúng ta không tôn thánh chúa ở giữa dân sự người hầu việc chúa không tôn thánh chúa ở giữa dân sự của ngài đó là một điều sỉ nhục đối với chúa chúa không vừa lòng chúa không vui và một vị lãnh đạo vĩ đại như môi xe cũng sẽ phải đối diện với cái hậu quả tiêu cực này cho nên một lần nữa tất cả chúng ta cần phải được nhắc nhở điều này nó không chỉ cho những người lãnh đạo mà thôi mà tất cả chúng ta nếu chúng ta không tôn thánh chúa ở giữa dân sự của ngài và giữa các dân tộc chung quanh thì đó là một điều tiêu cực cho mình chúng ta sẽ nhận lãnh những cái hậu quả ở trong cái việc chúng ta không tôn thánh Chúa. Chúa Giêsu nói rất là rõ nếu ai tôn kính ta, ta cha ta ắt tôn quý người. Cho nên cầu nguyện để Chúa nâng đỡ để tất cả chúng ta nhìn vào những gì dân sự của Chúa đối diện được báo trước thì chúng ta cẩn thận hơn bởi vì nó cũng là sự cảnh báo cho từng cuộc đời của chúng ta trong cái hành trình đức tin này. Chúng ta đọc lại từ đầu rồi chúng ta cầu nguyện với nhau. Hỡi trời hãy lắng nghe tôi sẽ nói, hỡi đất hãy nghe những lời từ miệng tôi. Xin cho giáo huấn của tôi rơi xuống như mưa, lời tôi nhỏ xuống như sương móc. Khác nào cơn mưa phùng trên cỏ non như mưa rào trên cánh đồng xanh vì tôi sẽ tung hô danh Đức Giê-hô-va tôn cao sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngài là vần đá công việc của Ngài toàn hảo vì mọi đường lối Ngài đều là công lý. Một Đức Chúa Trời thành tín và vô tội luôn chính trực và công minh. Họ đã hành động gian dối với Ngài một dòng dõi nhút nhơ ương ngạnh và gian tà. Không còn đáng làm con của Ngài nữa hỡi dân tộc ngu si khờ dại các ngươi đền ơn đức giê-hô-va như vậy sao chẳng phải ngài là cha là đấng sáng tạo đã tạo dựng và thành lập các người thành một dân tộc sao hãy nhớ lại những ngày xa xưa suy gẫm về những thế hệ đã qua hãy hỏi cha mình ông sẽ chỉ cho hỏi các trưởng lão họ sẽ dạy bài khi đấng tối cao phân chia sản nghiệp cho muôn dân và phân tán con cái loài người thì ngài định biên giới cho mọi dân tộc theo số con dân Israel vì phần của Đức Giê-hô-va là dân ngài gia cóp là sản nghiệp ngài ngài tìm cho họ ngài tìm được cho họ trong một nơi hoang vắng giữa những tiếng gào thét của hoang mạc. Ngài bao phủ họ, chăm sóc họ, gìn giữ họ như con người của mắt Ngài. Như phụng hoàng khuấy động ổ mình bay lượn quanh bầy con, dang rộng cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên đôi cánh. Chỉ một mình Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân Ngài không có các thần lạ nào khác ở bên. Ngài khiến họ cởi trên các nơi cao của xứ ăn hoa quả của đồng của ruộng đồng. Cho họ ném mặt ong từ vần đá và dầu phun ra từ núi hoa cương, từ đá hoa cương. Ăn sữa đông từ bò, sữa tươi từ chiên. Với mỡ chiên con và chiên đực từ bài bò và dê miền ba sang chung quanh với lúa mì thượng hạng anh em sẽ ăn sẽ uống rượu nho nguyên chất đỏ như máu giê xu run khi mập ra thì đã tung cú đá anh em cũng to béo mập tròn lìa bỏ đức chúa trời đấng tạo dựng mình và khinh thường vần đá cứu chuộc mình. Họ thờ lại những thần xa lạ khiến Ngài ghen tức làm những việc ghê tởm để chọc giận Ngài. Dân sinh tế cho ma quỷ không phải được chúa trời quỳ lại các thần mà mình chưa từng biết là các thần mới vừa xuất hiện ít lâu mà tổ phụ anh em không bao giờ kịp sợ. Anh em không quan tâm đến vần đã đã sinh ra mình và quên Đức Chúa Trời đấng ban sự sống. Đức Sư Hô Va thấy điều đó và từ bỏ họ vì con trai, con gái Ngài đã chọc giận Ngài. Ngài phán, ta sẽ giấu mặt đi để xem cuối cùng họ sẽ ra sao vì họ là dòng dõi gian tà, là những đứa con bất trung. Họ chọc ta ghen tức với thần. Họ chọc ta ghen tức với thần chẳng phải là Đức Chúa Trời làm cho ta tức giận vì sự hư không của họ. Ta cũng khiến họ ghen tức với một dân không phải là dân và khiến họ tức giận vì một dân ngu ngốc. Vì lửa thịnh nộ đã bừng lên trong ta, cháy lên đến tận, cháy cho đến tận đáy âm phủ, thiêu hủy đất đai mùa màng, đốt cháy tận các nền, các núi. Ta sẽ chất tai ương trên họ, bắn hết các mũi tên vào họ. Họ sẽ bị hao mòn vì đói, kiệt huệ vì nắng cháy, tiêu tan vì dịch bệnh, thảm khốc. Ta sai răng giả thú và nọc độc của rắn, của loài rắn trong bụi đất đến hãm hại họ. Ngoài thì gươm đao tàn sát con cái, trong thì nỗi kinh hoàng làm cho cả thanh niên, thanh nữ và trẻ con đang bố cùng với người bắt đầu đều bị diệt vong. Ta định, ta sẽ phân tán họ khắp nơi, xóa sạch kỷ niệm họ khỏi loài người, nhưng ta ngại kẻ thù khiêu khích đối phương hiểu lầm cho rằng chiến thắng về tay chúng ta chớ được Jehovah có làm mọi điều ấy đâu vì họ là một dân kém khôn ngoan thiếu hiểu biết nếu khôn ngoan họ sẽ hiểu điều này và ý thức được điều ý thức được đến cuối cùng của mình sẽ ra sao làm sao một người đuổi được nghìn người và hai người làm cho mười nghìn người tháo chạy nếu vần đã không bán chúng đi và Đức Jehovah không giao nộp chúng chính kẻ thù chúng ta cũng phải thừa nhận vần đá của chúng không sánh nổi với vần đá chúng ta. Cây nho của chúng lấy giống từ Sodom và từ cánh đồng Gomorrah. Nên trái nho của chúng là trái độc, chùm nho đầy trái đắng cay, rượu nho của chúng là nọc rắn độc. Nọc độc chết người của rắn hổ mang, việc như thế làm sao ta quên được. Ta đã niêm phong nó trong kho tàng của ta. Sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng vào, vào lúc chân của chúng trượt ngã vì ngày hoạn nạn của chúng đã gần ngày tận số của chúng đang vội vàng tiến đến nhưng khi đức giê-hô-va thấy sức lực của dân ngài hao mòn người nô lệ cả tự do cũng biến mất thì ngài sẽ xét xử công minh cho họ và thương xót đầy tớ ngài Bây giờ Ngài sẽ hỏi các thần của họ những vần đá họ ẩn thân, các thần ăn mỡ sinh tế và uống rượu lễ quán đâu cả rồi. Kêu chúng dậy giúp đỡ và bảo bọc các ngươi đi. Bây giờ hãy xem, chính ta là Đức Chúa Trời, ngoài ta chẳng có các thần nào khác. Ta khiến cho chết và cho sống lại, làm cho bị thương và chữa cho lành chẳng ai giải cứu khỏi tay ta được. Ta dơ tay lên trời và công bố ta sống vĩnh hằng. Khi ta mài gươm lấp lánh và tay ta cầm sự phán xét thì ta sẽ báo thù các đối thủ ta, báo ứng cho kẻ ghét ta. Ta sẽ làm cho các mũi tên say máu, lưỡi gươm nuốt thịt, tức là huyết của các tù nhân và kẻ bị thương vong. Đầu của các tưởng lạnh, tướng lãnh quân thù hỡi các nước hãy vui mừng với dân chúa vì ngài rửa hận cho huyết các đầy tớ ngài báo thù các đối thủ ngài và tha tội cho xứ sở và cho dân ngài môi xe đã cùng đến với jose con trai nun đọc cho dân chúng nghe tất cả các lời của bài ca này khi đã đọc xong các lời này cho toàn dân israel môi xe căn dặn họ hãy chú tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi đã cảnh báo anh em và truyền lại cho con cháu anh em để chúng cẩn thận làm theo mọi lời của luật pháp này vì đây không phải là lời nói vô ích đối với anh em đâu nhưng là sự sống của anh em nhờ lời này anh em sẽ được sống lâu trên đất mà anh em sắp chiếm hữu sau khi qua sông jordan trong ngày đó Đức giê va phản với môi xe con hãy lên núi Abirim đỉnh Nebo trong xứ Moab đối diện với Jericho và nhìn về đất Canaan là đất mà ta ban cho dân Israel làm sản nghiệp con sẽ qua đời trên núi mà con vừa lên đó và sẽ sum hợp với các dân tộc con như anh con là Aaron đã qua đời trên núi Hồ Hồ Rơ, và đã sum hợp với dân tộc mình. Vì cả hai anh em con đã thất tính với ta trước mặt dân Israel tại mạch nước Meriba ở Kade trong hoàng mạc xin và vì các con không tôn thánh ta giữa dân Israel cho nên con chỉ được thấy đất ấy từ đằng xa chứ không được vào đất đó là đất mà ta ban cho dân Israel. Thưa Chúa, chúng con đọc được đoạn 32 của Phục truyền lực lệ ký. Một lời cảnh báo rất rõ ràng. Và con cảm ơn Chúa. Xin một lần nữa những lời này như mưa trên đời sống của chúng con. Nhỏ giọt như sương móc trên đời sống của chúng con. Như cơn mưa phùng đi qua đời sống của chúng con. Thấm nhuần trong đời sống của chúng con và Chúa ơi con cầu nguyện xin Chúa cho như công mưa rào đi qua cánh đồng trên đời sống của chúng con để những lời này được rót vào tấm lòng của chúng con để chúng con tiếp tục sống và đầu phục Chúa kính sợ Chúa và làm theo những lời Chúa cảnh báo chúng con đây chúng con sống vâng phục lời của Chúa không những vậy chúng con truyền lại cho thế hệ con cháu của chúng con để thế con cháu của chúng con tiếp tục kính sợ Chúa không lìa bỏ Ngài. Con cảm ơn Cha rất là nhiều. Con dân phó tất cả chúng con ở trong sự thương xót của Ngài. Nguyện Chúa cho chúng con thấy được cái giới hạn của mình. Hầu chúng con kính kiền sống theo lời của Chúa. Dạy chúng con cảm ơn Cha rất nhiều và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý tôi con Chúa chúng ta có thể giờ suy gẫm với nhau qua phục truyền luật lệ ký đoạn 32. Nguyện Chúa ban phước lại cho tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị ở đoạn 33. Trân trọng kính chào.